Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết Triết học thực hành Practical Philosophy, phần 1, đôi dòng về mất mát của tác giả Andy Lương. Và sau đây là nội dung của bài viết. Sự là lâu lắm rồi tôi chưa mất cái gì, thế nên ông trời mới phái xuống một thiên sứ lấy đi của tôi một em Samsung S8 chủ nhật vừa rồi. Coi như cho tôi một bài tập Stoicism, sẽ giải thích rõ hơn ở trong bài. Vì vậy, hôm nay xin được chia sẻ với các bạn đôi dòng về trải nghiệm tuyệt vời nhưng mà tôi không mong muốn lặp lại này. Hy vọng sẽ giúp cho mọi người từ nay về sau, mỗi khi mất mát được thứ gì đó, có thể cảm thấy tâm trạng đỡ được phần nào. Đầu tiên, chắc các bạn cũng đã đoán được, tôi tiếc đứt ruột mặt ngắn tũn ngồi đần thối ra. Chả gì, bao nhiêu công sức đứng giảng bài, tiết kiệm từng ly từng tí để lên đời có điện thoại với bao nhiêu hy vọng về một tương lai tươi đẹp. Thế mà chưa dùng quen hệ thống, chúng nó đã lấy đi của tôi rồi. Tiếc chứ, còn đâu em điện thoại tra giờ tàu xe. Tôi tối trước khi đi ngủ ngắm hình cô gái dễ thương mình đang trộm nhớ nữa. Từ lúc mất đến giờ, thỉnh thoảng lại cho tay vào túi áo như một thói quen. Và mỗi lần ấy lại nhói đau ở dưới mông, chỗ để ví. Vì lại sắp phải bỏ tiền ra mà mua em khác. Thế mới hiểu, đến như tôi, vài ngày mới phải sạc điện thoại một lần mà còn cảm thấy thiếu thiếu, thì những bạn cả ngày không bỏ điện thoại ra khỏi tay sẽ thấy như thế nào khi mất nó nhỉ? Chắc là giống như trời đất sụp xuống đúng không? Nhưng thôi, than thở thế là đủ rồi, bây giờ vào vấn đề chính. Vậy có gì liên quan đến Stoicism hay triết học ở đây? Thứ nhất, khi xét lại những suy nghĩ của mình, tôi nhận thấy tôi đã quá đặt nhiều giá trị vào chiếc điện thoại ấy. Thật xấu hổ cho tôi, người vẫn vỗ ngực tự hào mình đã hơn một năm luyện tập Stoicism, mà ngay cả cái lời dạy căn bản nhất tôi cũng không thể làm được. Nên coi mọi yếu tố vật chất bên ngoài là không khác biệt. Thuật ngữ Stoicism, indifferent, đối với bạn, hay dân dã hơn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vậy nên từ giờ, nhất định ngay khi mới mua một thứ đồ gì, tôi sẽ tự nhắc bản thân mình, việc có nó hay không sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc hay cụ thể hơn là sự bình thản ở trong tâm trí của tôi. Vì thứ duy nhất mà tôi trân trọng và thực sự có giá trị là tâm trí của mình. Tôi sẽ sử dụng một cách cẩn thận, nhưng khi ai đó lỡ cầm nhầm của tôi mong mình có thể vui vẻ hơn mà nhớ đến lời dạy của Epictetus. Không bao giờ nói tôi mất cái này cái kia, mà hãy nói tôi đã được trả lại cái này cái kia. Con bạn hy sinh, hãy nói tôi trả nó lại. Vợ bạn mất, hãy nói cô ấy được trả lại. Tài sản của bạn bị cướp, ồ, thế cũng chẳng phải nó được lấy lại hay sao? Nhưng thằng lấy nó là người xấu. Đồng ý, nhưng có gì khác biệt khi bạn nghĩ đến điều ấy hay không? Quyết định lấy lại thứ tài sản mà thuộc về The Giver, ý chỉ là Chúa, người đã trao nó cho bạn. Vì vậy, khi có bất cứ thứ gì, bạn có quyền sử dụng nó, nhưng đừng bao giờ cho nó là của mình. Hãy xem nó như cách người đi du lịch dùng phòng khách sạn mà thôi. Thứ hai, lần này tôi làm được một điều, đó là không mất nhiều thời gian tôi đã có thể lục lại trí óc và nhớ đến kỷ niệm Epictetus mất cái đèn kim loại trước nhà. Thay vì tiếc của hay chửi mắng thằng ăn trộm, ông đã đứng suy ngẫm. Tôi đã cho rằng thằng trộm có lý do, vì nó đã lấy cái đèn có giá trị và ông thì không thể nào canh cái đèn cả ngày lẫn đêm được. Vì vậy, việc ông mất là không có gì trái tự nhiên. Lưu ý, Stoic hướng đến living agreement with nature. Tuy nhiên, lời dạy của ông có ý nghĩa nhất ở chỗ, ông nhận thấy rằng mất cái đèn không quá tổn hại đến ông, mà người thiệt hại chính lại là thằng trộm, vì khi lấy đi cái đèn, nó đã trả giá bằng phẩm cách của một con người. Kết quả là ngày hôm sau ông ra chợ mua một cái đèn bằng đất nung, rẻ hơn nhiều so với cái đèn bằng kim loại. Đọc lại chuyện này cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thực ra, trường hợp của tôi cũng không khác gì, vì chắc chắn thằng ăn trộm cũng nhìn thấy giá trị của em S8. Và vì chúng tôi không thể cả ngày cứ ôm khư khư hay trách hàng em ý cho yên tâm được. Và nếu nó chịu đánh đổi phẩm cách của nó để lấy cái lợi từ chiếc điện thoại, thì việc tôi mất điện thoại là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng việc thằng trộm tự làm hại nó, không lẽ tôi phải tự làm hại mình bằng cách bực bội, tức giận hay ghét cả thế giới? Không, tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn sẽ cố gắng sống và tuân thủ những quy tắc, đặc biệt là về cách của mình. Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất có lẽ là từ giờ tôi sẽ không bao giờ mua những thứ đồ quá giá trị để người khác phải thòm thèm nữa. Thay vào đó, tôi sẽ nghĩ nhiều hơn đến những tính năng mà mình cần,
Cụ thể là với chiếc điện thoại thì là chỉ là nghe, gọi, nhắn tin, đặt chuông và xem ảnh, giống như những gì mà Epictetus đã nói với một đôi giày. Điều mà bạn quan tâm chỉ là bạn sẽ dùng nó làm điều gì. Và nếu bạn dùng nó để đi lại, bạn chỉ cần đôi nào vừa chân bạn là được. Nhưng nếu bạn muốn một thứ gì đó hơn thế, đẹp, thời trang, sành điệu, gần như không bao giờ có giới hạn cả. Màu sắc, kiểu dáng, ngọc ngà kim cương đính kèm trang trí bla bla bla. Ở đây có một quy tắc nữa là cũng có thể được ứng dụng tương tự, đó là The Golden Mean của Aristotle. Khái quát, Aristotle cho rằng cái gì gần với hai thái cực đều không tốt và ở giữa luôn luôn là sự lựa chọn khôn ngoan. Ví dụ, ông cho rằng giai cấp trung lưu là quan trọng nhất vì cả người giàu và người nghèo đều có những bất lợi. Xin không được trình bày chi tiết ở đây. Đây là một trong những quy tắc nổi tiếng nhất của Aristotle. Và nếu suy ngẫm, bạn có thể thấy nó đúng cho hầu hết mọi thứ trong cuộc sống. Ở trường hợp cụ thể này, quy tắc của Aristotle có thể được áp dụng với cùng mục đích như những lời dạy của Epictetus. Một chiếc điện thoại cảm ứng đã ra tầm 2-3 năm vẫn có đủ ứng dụng và giá trung bình là lựa chọn tốt hơn để không rơi vào hoàn cảnh của tôi và ta có thể sử dụng nó đúng như công dụng của một chiếc điện thoại mà ta cần. Vậy đấy bạn ạ, như những gì tôi đã bình luận trong bài Tương đối và tuyệt đối của Hexpion. Triết học nó giản dị và đời thường lắm. Lần này tôi vẫn chưa làm tốt, nhưng rõ ràng những bài giảng triết học đã trang bị cho tôi tất cả để có thể đối mặt với những thử thách như này. Hay thậm chí là những mất mát to lớn hơn trong cuộc sống, như kiểu mất đi người yêu sinh hay mất đi cả gia sản lớn. Vậy nên, đừng vì cái thứ triết học trừu tượng, chán chết mà hầu hết các trường đại học, đặc biệt là trường công lập, vẫn đang cố nhồi nhét vào đầu. Mà có cái nhìn sai lệch về triết học bạn nhé. Nếu triết học không giúp được cuộc sống của bạn tốt lên, thì đó không phải là triết học nữa rồi. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!